cho tai nghe nhà nhưng đeo Apple AirPods. Amazon bắt đầu cho đặt trước tai nghe không dây mang tên cho Buds. Thế nhưng phó chủ tịch bộ phận thiết bị và dịch vụ của Amazon là Dave Lim dường như chưa có sản phẩm mẫu để sử dụng. Sau sự kiện đặc biệt của công ty, Dave Lim đã đến Bloomberg để nói về các sản phẩm mới. Trong cuộc phỏng vấn, chúng ta có thể nhìn thấy Lim đang đeo một chiếc tai nghe không dây AirPods của Apple. John Pakskowski là người đầu tiên đưa ra thông tin này trên Twitter. Chúng ta thường xuyên thấy các đối thủ của Apple sử dụng sản phẩm của công ty này. Cuối năm 2018 Samsung từng đưa thông tin về màn hình Galaxy Note 9 trên Twitter từ một chiếc iPhone. Tuy nhiên, cũng có khả năng Bloomberg đã cung cấp tai nghe này cho ông Lim để hỗ trợ cuộc phỏng vấn. Theo Amazon, cho Bose cung cấp âm thanh tuyệt vời với thời lượng pin 5 giờ, điều khiển bằng cảm ứng và khử tiếng ồn nhờ công nghệ của hãng Bose. Hiện tại, người dùng có thể đặt hàng trên trang chủ với giá 129,99 đô la Mỹ và nhận đồ từ cuối tháng 10. Bên cạnh đó, Amazon đã loại bỏ một loạt các thiết bị ra khỏi danh sách sản phẩm hỗ trợ Alexa, bao gồm cả đối thủ AirPods của Apple.